Ban đầu thì mẹ của em cũng cũng xuất phát từ cái tình yêu cho em nó lớn thôi, thì là cũng muốn lo cho, cũng đề cao con trai là giai tân rồi học ở nước ngoài công việc ổn định rồi mà lại đi yêu gái một con mà lại trong showbiz. Mẹ em thì lúc đầu cũng phản đối, và cả trong cả gia đình của em nữa luôn. Đã đến Bạn cái nói mức như thế mà nào rồi ta? bị đuổi ra ngoài đường luôn rồi. mẹ em đã đóng đồ trong vali rồi đem đến tận nhà. Mẹ ở Việt Nam hay mẹ ở Đức? Mẹ em ở Việt Nam ạ. Ở Việt Nam. Ồ, vậy đó Đã hả? đóng đồ vào vali để chuẩn bị đuổi đi rồi đấy. Trước tiên cho em gửi lời chào đến anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân. Em tên là Nguyễn Khánh Toàn, em năm nay 33 tuổi, em hiện đang sống ở Đức. Thì em rất là hay xem chương trình Vợ Chồng Son và em rất là hâm mộ anh chị. Đây vẫn còn đang cảm giác rất là bồi hồi. Chị hỏi nè, em thích cái chương trình này từ lúc nào? Bao nhiêu năm rồi? Chắc là cũng phải 3-4 năm đấy. Cái cơ duyên nào mà em biết đến chương trình này? Khi mà em làm việc xong, mỗi lần làm việc xong thì buổi tối về rồi ăn cơm nghỉ ngơi là em thường bật kênh YouTube lên, em xem cái kênh YouTube của chương trình Vợ Lập Chồng Son. Em xem nhiều số vì em rất thích nghe những câu chuyện tình yêu vì nó truyền cảm hứng cho em. Và hai anh chị dẫn chương trình rất là dí dỏm và vui. Cảm ơn em. Bây giờ mới là vô hồi nè, hộp về bây cái giờ cơ vô nè duyên mà hai bạn này đó, sao mà biết nhau nè. lần đầu tiên mà các bạn biết nhau đó là ở đâu? Em biết anh Toàn qua một cái buổi workshop dạy nhảy miễn phí của người yêu cũ anh. Bạn ấy nói là có một buổi workshop của một dancer từ Đức về dạy bachata. Thì em thích cái bộ môn nhảy này, thế là em mà lại nghe thấy là nhảy miễn phí, học miễn phí, thì em đến luôn. Và nhân cơ hội này tại sao em không tái hiện lại cái màn mà nhảy đôi cùng với cô gái này được không, trên sân khấu này? Dạ vâng, thế Ok. cho bọn em xin phép nhảy chính cái điệu nhảy đầu tiên của bọn em. Hay quá. Hay quá. Này chị với Bin nhảy được nè Bin. Bọn em này nó chậm chậm vậy thôi đó hả? Đó, Latin à. Eo quá ha. Hay quá. Là kết hợp Rồi. hết nhiều thứ Xin cảm ha. ơn hai dancer Toàn và Hương. Như vậy là em nhìn thấy mà ảnh đi với một cô gái là chắc chắn là em không có ấn tượng gì về ông này đúng không? Thứ nhất là đấy là cái buổi mà dạy nhảy ở câu lạc bộ người yêu cũ của em. Và em có một nguyên tắc là bạn của người yêu cũ là không bao giờ em lòng vòng vào. Xong rồi là anh ấy lại đi với một cái cô khác, mà cái cô đấy thì body language mà bám sát vào bạn này, thì em gọi là theo cặp rồi. Thế là em cũng không để ý gì luôn. Và nhưng mà có ấn tượng với cái ông thầy này không? Ngon, body ngon. đẹp. Trời ơi, Đấy. xong rồi nhảy rất là hay. Em thì em rất là thích đàn ông kiểu phong trần này, xong rồi phải có một chút nghệ thuật và khéo léo, thì bạn này có, xong lại khỏe nữa. Trời ơi, đúng rồi, nhưng có mà hết tiếc những rằng, cái gì mà em mong muốn đúng không? Nhưng mà tiếc rằng mà em không nghĩ gì đến cái việc là sẽ nảy sinh tình cảm gì cả, mà em rất là hâm mộ và em rất là tôn trọng á. Em tưởng là thôi là hôm đấy là cũng định gặp mặt như thế, mà cũng thấy bạn kia bám sát thế rồi, và vợ em lại cũng không đưa ra một cái tín hiệu gì là khoái khoái em cả. Thế là em cũng bơ bơ đi cho đến cuối buổi workshop thì người yêu cũ của vợ em, tức là bạn của em, bạn học của em lại bảo thế Toàn dắt hơn một bài đi. Thì em nhảy với vợ em thì nó có một cái sự kết nối mà nó làm em rất là thích và tò mò. Thì lúc đầu là nhìn vợ em thì trông rất là lạnh lùng các thứ, nhưng mà đến lúc mà nhảy thì em lại khoái khoái. Rất là ấm áp. Ấm áp. Lửa có nó cứ sự, như là vâng ạ. 500V nó đúng không? Nó ấm mỉ, nó cứ chảy rần rần, máu của em cứ dồn lên não. Khóc người rần luôn máu đấy. Đúng không? Và sau đấy thì em thường thì em có thói quen là em ra ngồi quán cà phê, em làm việc, em cũng chỉ có cái laptop với cả cần mạng là em làm được việc rồi. Thì vợ em lại lúc đấy lại biết cái ngành của em nó khá là lạ, muốn tìm hiểu xem. Em hoạt động nghệ thuật đó, rất là bay nhảy, xong rồi em lại học về lĩnh vực tâm lý nữa, thế cho nên là những cái công nghệ thông tin, những cái thứ đó em không biết. Thế cho nên là một người nào đó nói với em là họ biết cái thứ đó là em rất muốn hỏi để em học, để em tìm hiểu về nó. Thì em chủ động hỏi bạn ấy là hôm nào bạn chia sẻ với tớ về cái tớ với bạn, bởi vì là thật ra thì người yêu cũ em kém em 1 tuổi. Thế cho nên đối với em thì bạn này vẫn nhỏ tuổi hơn em, và em sẽ không thích đàn ông nhỏ tuổi hơn em nữa. Thế là em chỉ hỏi bạn ấy rất là nhiệt thành. Thì cái hôm đấy là em rất là ấn tượng với cái mùi nước hoa của bạn ấy. Xong rồi đến lúc mà em phải về rồi, em phải đi đi làm rồi, thì bạn ấy bảo là đợi tớ một tí, để tớ ở chỗ cái này nó có cái bánh mì. Thì em tưởng là ở cái dưới quán cà phê nó có bánh mì, hóa ra bạn phải chạy rất xa, bạn mua cái bánh mì cho vào trong túi đưa cho em, cho em mang lên xe ô tô để em đi em ăn. Thì em sau đó thì em lại thấy là bạn đi đi bộ về nhà,
và em nhìn thấy là một người đàn ông rất là lịch thiệp mà lại biết quan tâm, mà em rất thích những quan tâm nhỏ như vậy. Vì là thời điểm quen em thì có rất là nhiều đàn ông đến thì họ sẵn sàng đầu tư tiền bạc, nhưng em không nhận được cái sự đồng cảm. Vì đặc biệt là em lại là mẹ đơn thân cho nên em cần những người đàn ông có thể quan tâm em những cái nhỏ như vậy. Thế là sau đó thì em có ấn tượng rất là tốt về bạn này. Bọn em nói chuyện với nhau rất là nhiều. Không nói chuyện thì nhớ. Nhớ, sau đó thì em mới hỏi thẳng là cái cô mới đi cùng là như thế nào. Bây giờ mới hỏi đó. Vâng, em hỏi thẳng luôn để nếu như mà em thấy còn lòng hoàng thì em sẽ không dính dáng gì cả. Nhưng bảo là chỉ là bạn bè thôi. Đó, thế thì em ok, vậy thì mình cho người đàn ông này một cơ hội. Thế nhưng mà Toàn có biết là Hương là mẹ đơn thân không? Em biết chứ ạ. Nhưng mà em thì là trai tân đúng không? Tân, lúc đấy trai tân. Sau khi mà nói chuyện em thấy anh ấy có một cái điểm chung là mẹ của anh cũng là mẹ đơn thân. Mẹ anh ấy một mình nuôi anh ấy và em gái anh ấy du học Đức mà chỉ bán xôi thôi. Thì em nhìn là người đàn ông này cũng có một cái ấu thơ giống con trai của mình. Và anh ấy sẽ hiểu cái cảm giác của một đứa trẻ khi thiếu bố. Và anh ấy sẽ hiểu cái nỗi khổ của một người mẹ khi phải một mình nuôi con như thế nào. Thì em nhìn thấy cái sự đồng cảm và em muốn cho anh ấy một cơ hội. Rồi bắt đầu em để cho anh ấy tiếp xúc dần với con trai của em xem như thế nào. Thì qua quá trình tiếp xúc thì em thấy là anh là một người đàn ông mà em chờ từ rất lâu rồi. Hay quá. Chờ từ rất là lâu rồi. Bởi vì là khi mà mới quen á thì nhà em là có hai mẹ con ở với nhau thì có những cái thứ đồ đạc ở trong nhà nó bị hỏng. Mà ví dụ như nó hỏng hẳn đi, mình thay mới. Nhưng mà đây nó cứ hỏng cái nhỏ á. Ví dụ như là cái núm cửa đó. Em cứ mở cửa ra một cái, em bước vào trong nhà em đóng cửa một cái là cái núm cửa nó rơi ra là không mở cửa được ra nữa. Thì nó hỏng cả đến hơn năm trời rồi mà không có ai sửa cho em, mà em cũng không biết tìm ai sửa cả. Mà hôm đấy em vẫn đang ngủ, em hay ngủ muộn đó bởi vì em làm một việc về khuya mà. 10 giờ sáng em đang nghe tiếng cạch 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 cạch. Xong rồi nhìn mặt ra thấy con trai mình đang dí dủ với anh Toàn sửa cửa, sửa bồn cầu. Em chóng mặt, em bảo cái anh chàng Việt Kiều này kỳ lạ ta. Sao lại biết làm có mấy cái việc này, bắt đầu em lại càng ấn tượng hơn. Thế xong rồi rằm mùng 1 mang xôi với lại hoa ngũ sắc đến nhà em để thắp hương bàn thờ. Em giật mình, em cái người đó người lạ ta nhìn chơi bời như thế này. Xong bắt đầu lại Việt Kiều như thế này. Xong rồi cũng hay ho mà lại có thể làm được những cái việc đó. Thì em lại đặt một câu hỏi là cái người mẹ của anh ấy đang giáo dục anh ấy như thế nào. Vâng, bởi vì em làm khi mà em chơi hoặc quen ai em sẽ phải quan sát rất kỹ họ. Thì em thấy rằng là người đàn ông này đã được giáo dục rất kỹ từ người mẹ rồi. Còn mẹ của em thì đón nhận cái tình yêu của em với Hương như thế nào? Ban đầu thì mẹ của em cũng xuất phát từ cái tình yêu cho em nó lớn thôi. Thì là cũng muốn lo cho, cũng đề cao con trai là giai tân rồi học ở nước ngoài, công việc ổn định rồi. Mà lại đi yêu gái một con mà lại trong showbiz. Mẹ em lúc đầu cũng phản đối và cả gia đình của em nữa luôn. Đã đến bạn cái nói mức như mà thế nào Toàn? Bị đuổi ra ngoài đường luôn rồi. Mẹ em đã đóng đồ trong vali rồi, đem đến tận nhà. Mẹ ở Việt Nam hay mẹ ở Đức? Mẹ em ở Việt Nam ạ. Ở Việt Nam? Ồ, vậy đó hả? Đã đóng đồ vào vali để chuẩn bị đuổi đi rồi đấy. Nhưng mà rồi sao nào? Xong rồi thì em nghĩ là em sẽ thể hiện cho mẹ em biết là em yêu vợ em và nhờ vợ em mà em phát triển bản thân, em thành một con người tốt hơn. Và sau khi mẹ em đã nhìn thấy được cái điều đó, thấy con mình trưởng thành nhờ có người phụ nữ này, thì mẹ em lại quay ra lại rất là yêu Hương và yêu con trai của tụi em. Vậy thì hay quá. Có nghĩa là bây giờ tụi em chưa có con mới đúng không? Dạ chưa. Bây giờ là các bạn là đang ở xa nhau đúng không? Dạ vâng ạ. Vẫn yêu xa đó. Lấy nhau nhưng mà là vẫn yêu xa. Vậy bây giờ yêu xa như vậy thì đâu thể nào mà lòi những cái tật xấu ra. Có thấy không? Yêu xa vậy có thấy được tật xấu của nhau sau khi mà quyết định là đến với nhau không? Vợ em có một cái tật là không đáng yêu lắm. Là rất nhiều quần áo mà ca sĩ mà chị. Thì đi diễn này xong ngồi váy viết các thứ đẹp lắm. Thế nhưng mà nhiều vô kể. Mà em về em đã thấy nhiều thế và lại không có đủ chỗ để. Thì em đóng hẳn cho luôn hai cái dàn treo. Rất để treo được rất nhiều rồi. Thế nhưng mà cái ghế để mà ngồi trang điểm ấy, chất đống lên cao đến cả nửa mét luôn. Trong khi nguyên hai cái dàn kia để mà treo quần áo thì không thích. Mà là cứ thích chất lên cái ghế ngồi trang điểm. Xong đến lúc mà đi ra ngoài thì lại phải lựa lật lên, lại cho lại vào. Xong rồi đi về lại chất đống lên. Đồ nhiều quá. Chưa được ngăn nắp. Còn điểm nào chưa đáng yêu nữa? Cũng không hẳn chưa đáng yêu mà nó là cái thuộc về tính chất công việc của vợ em nữa. Bởi vì vợ em là thường là sẽ livestream và tư vấn là sẽ đến làm công việc đến khá muộn. Ít nhất phải 11, 12 giờ. Còn em lại rất thích là ngủ sớm dậy sớm. Cái thời gian ở một mình bên Đức là toàn là 9, 10 giờ đi ngủ. Xong rồi 4, rưỡi, 5 giờ sáng là đã dậy đi tập gym rồi về làm các công việc khác rồi. Thì em thấy làm như thế được nhiều việc hơn. Thế nhưng mà khi mà ở gần nhau rồi thì là em phải điều chỉnh rất là nhiều về cái thời gian biểu của em theo vợ em. Cũng khá là mệt.
Em thức đến 2 giờ sáng và em ngủ đến tận 10 giờ, 2 giờ đêm, 10 giờ sáng em mới dậy. Thì đương nhiên rồi, em thức khuya em phải ngủ bù chứ. Không, thì cái này là chị, theo chị là nó không phải là tật xấu đâu, bởi vì tính chất công việc của hai người. Sau này tụi em về chung một nhà, chung một nước thì tụi em sẽ tự điều tiết cái vấn đề này, không vấn đề gì. Không biết yêu xa thì cô ấy có ghen không? Vợ em cần em có nguyên tắc hơn khi mà tập tành với cả những cái bạn nữ thôi. Tức là em với những bạn nữ bên châu Âu thì họ cũng rất là thoáng, thì tiện đâu là mình tập ở đâu đó thôi. Thì bạn này em tập với cả một bạn cũng là vũ sư, thì bọn em tập bài để biểu diễn cùng nhau. Thì chưa tìm được cái phòng tập nào nó gần chỗ bọn em cả, thì nhà bọn em lại gần nhau. Thế là em qua nhà bạn đó để em tập. Thì thực ra em cũng sẽ nói cho vợ em, nhưng mà vợ em nói luôn một cái là anh cần có nguyên tắc là nam nữ là không tập mà với nhau ở trong một cái phòng riêng. Đấy, kể cả là bạn lâu năm hay là gì đấy. Thì em cũng tôn trọng vợ em thôi, nhưng mà em cũng lúc đấy em cũng lại nói đùa. Không biết là vợ mà ghen làm sao nhỉ? Tại vì anh chưa thấy vợ ghen bao giờ. Nhưng mà đó, kể từ lúc đó là em đâu có tập riêng rồi đúng không? Đi nhảy là trước khi, kể cả về Việt Nam mẹ, hôm qua cũng vừa đi khiêu vũ là phải ra bảo vợ, vợ ơi anh đi nhá, đây nhận anh đeo rồi nhá. Anh có một hôm đi nhảy, trong anh về anh kể là anh ấy nhảy đẹp quá, xong cái cô Tây cô nhảy cô bảo Toàn ơi mày yêu tao đi. Thế là em biết ngay là hôm đấy đi nhảy không đeo nhẫn. Em bảo đi nhảy có đeo nhẫn không? Thế xong bắt đầu là xin lỗi anh quên, thế là thôi em không nói chuyện gì. Là hôm sau là phải đưa vào nguyên tắc luôn là đi nhảy là phải đeo nhẫn. Phải có đeo. Bước ra đường là phải đeo nhẫn. Nhắc mấy lần rồi mà anh ấy sợ bị rơi mất nhẫn, và em cũng để cho anh cái khoảng thời gian để anh tự hiểu là cái điều của anh ấy làm đấy nó xảy ra cái điều như nào. Thì em không nói gì. Thế một lúc sau anh ấy gửi cái clip mà anh ấy cầm cái que anh ấy vụt vào chân anh ấy, nó tím xỉu luôn. Thế này chứ anh đánh một người anh cho em thấy nè, thì anh xin lỗi. Tội nghiệp quá vậy. Tự nhiên em buồn cười quá. Rồi giờ tới em đó. Thôi sẵn kể luôn. Kể luôn đó. Đó, tật xấu đó là quên mang nhẫn khi đi làm việc. Hay quên những điều cần thiết để chứng minh mình là người đã có gia đình. Đúng không? Đấy. Đó là một tật xấu. Đó. Còn tật xấu nữa là ăn quả vặt. Nhưng mà khoét chị ạ. Ăn gì? Ăn quả vặt. Ăn quả vặt sung sướng lắm em. Ăn quả vặt. Trời ơi, em được đồng minh rồi. Trời ơi, đồng minh rồi. Trời chị đừng có cho chị ăn 3 bữa chính, cứ cho chị ăn 5, 6 bữa vặt vãnh đi. Chị ơi, ví dụ nha. Trời lắm, cuộc đời mong manh lắm em ơi. Cứ anh ấy ăn đủ 3 bữa chính rồi. Thế xong bắt đầu là, ví dụ như là anh ấy buổi sáng ăn sáng rồi nha. Rồi uống cà phê rồi nha, xong rồi anh ấy bảo là anh đi mua bánh mì cho em. Anh sẽ mua bánh mì về anh làm cho em. Xong anh mua một cái bánh bông lan trứng muối này. Xong rồi một cái miếng cơm cháy to đùng như thế này nè. Xong bắt đầu là những cái quả nho nhỏ đó. Xong rồi em nhìn em anh không bao giờ để dám để sát vào nhau đâu, bởi vì anh ấy biết là nhiều thì sẽ bị em kiểm soát, thế cho nên là anh để mỗi nơi một tí. Em đang ngủ ở trong phòng, nghe cái cách của phát là em biết là đang cắn hạt dưa. Mà mỗi lần anh ấy về nhà mẹ là anh sẽ mua một cái túi hạt dưa nó to khoảng 3 cân như thế này là này. Em khoái ăn hạt dưa hả? Vâng. Mà như con sóc lại ngồi làm việc, mà em thì em quen làm việc trật tự rồi, mà em ăn cực kỳ là chỉn chu. Trước khi em gặp anh ấy là body em nó fit lắm, vì em không hề ăn vặt luôn. Thế mà anh ấy thì ăn hạt dưa nhiều anh bị ho. Em không cho ăn thì bắt là ăn vụng ăn trộm. Và cứ khi em đi ngủ phát là nôi ra cắn cái rách, mà em thính như nào mà mẹ ngủ trong phòng ngủ mà nó đóng kín rồi mà nghe cái rách phát em biết. Thế em bảo anh đưa cái gói hạt dưa đây, xong giấu đi. Thế cuối cùng em về em mới bảo mẹ là mẹ đừng mua hạt dưa cho anh ấy. Mẹ bảo mẹ có mua đâu, nó đi nó mua đi chứ, nó sẽ đổ cho mẹ. Rồi bây giờ làm sao nè, có muốn Toàn thay đổi gì không? Thật ra thì đối với em thì đấy là những cái điều đáng yêu của anh ấy. Chị thấy đáng yêu mà. Em muốn là anh ấy được là chính mình khi ở bên cạnh em, bởi vì là anh ấy sống và anh ấy làm việc thì từ khi còn bé anh ấy là đàn ông, anh luôn luôn phải thể hiện bản thân mình, phải gồng mình lên rồi mạnh mẽ rồi đi làm việc ở bên Đức thì họ đòi hỏi cái sự chuyên nghiệp và không được có một lỗi nào cả. Thế nhưng mà em muốn là ở bên cạnh em thì anh hãy là chính mình và bọn em giống như hai đứa trẻ con ở cạnh nhau vui lắm. Nên là khi mà mọi người cứ hỏi là sau khi cưới thế nào thì em thấy là từ khi lấy chồng vui hơn, thích hơn, được chiều nhiều hơn. Thế là tuyệt vời quá rồi. Con trai của em còn nói một câu là mẹ ơi, ở nhà có 3 người bao giờ cũng vui hơn nhà có 2 người. Vui ha, nghe đã ha. Thế còn Toàn thì sao? Toàn có mong muốn vợ thay đổi điều gì không? Em chỉ có duy nhất một điều là mong muốn vợ thay đổi một chút. Đấy là sau khi mà những buổi tư vấn của vợ em xong, tư vấn tâm lý tình cảm xong, thì vợ em hay bị buồn về câu chuyện người ta, xong rồi suy tư, xong rồi suy nghĩ lâu, nó ảnh hưởng đến cái bị lậm á. Dạ, nên ảnh hưởng đến cái tâm trạng cảm xúc riêng của mình. Đấy thì em mong muốn vợ là thôi tư vấn xong cho người ta thì xong câu chuyện đấy thì thôi mình dừng lại ở đấy. Thực ra là tất cả những cảm xúc đó nó là chất liệu cho những cái lần sau. Thế nhưng mà em cũng phải lưu ý một chút là bởi vì này, em phải biết control. Ví dụ như em được quyền sống trong cái cảm xúc đó thời gian bao lâu rồi sau đó là em phải thôi.
em phải delete liền mới được. Đó, theo chị là như vậy. Ủa, nhưng mà bao giờ em trở về Đức? Ngày mai em bay về Đức ạ. Ồ, như vậy em bay từ thành phố Hồ Chí Minh hay là từ Hà Nội? Tối nay là bọn em sẽ bay từ trong thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội. Và ngày mai là em bay từ Hà Nội sang bên Đức. Và em bay chỉ một mình hả? Đúng không? Như vậy là bọn em vẫn còn đang chiến đấu nhiều. Anh vẫn mong rằng là hai em sẽ về chung một nhà và không còn ở xa nhau như vậy. Thì thôi thì tự bây nhiên giờ muốn nghe Hương hát nè. Bây giờ giá như ai biết đàn em ta? Em Hương với Toàn đâu tặng một cái nhưng mà Toàn là đó, Toàn là biết nhảy thôi. Toàn biết đàn á. Ngày xưa là mẹ anh Toàn là cho anh Toàn học đàn từ bé là để sau này tán gái cho nó dễ. Ồ, nếu vậy thì giờ Toàn đời Hương hát đi. Đúng rồi, Toàn có mang theo cái đàn đi. Thế cho em xin phép tặng okay. Một bài ạ. Da 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 da. Ngày nhộn nhịp về trên khu phố có cô em, đôi môi cười hoa thắm và mặt trời của miền nhiệt đới trên vai em buông trần cho anh mơ mộng. Em muốn được cùng anh về vùng biển vắng, mình sẽ sống những ngày hè nhung nắng dưới mong giờ là lấy, sẽ nói yêu nhau mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu ôm ấp trong lòng hoài. Lần đầu gặp em trên phố, anh ngẩn ngơ thẫn thờ như người ngu mơ. Chỉ một lần nhìn vào đôi mắt em đã cho anh quên đi tất cả. Em muốn được cùng anh về vùng biển vắng, mình sẽ sống những ngày hè nhung nắng dưới mong giờ là lấy, sẽ nói yêu nhau mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu ôm ấp trong lòng hoài. Anh muốn được cùng em về miền biển vắng, mình sẽ sống những ngày hè nhung nắng dưới mong giờ là lời, sẽ nói yêu em mãi, những lời yêu thương đã từ lâu ôm ấp trong lòng hoài. Em muốn được cùng nhau về vùng biển vắng, mình sẽ sống những ngày hè nhung nắng dưới mong giờ là lời, sẽ nói yêu nhau mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu ôm ấp trong lòng hoài. Cảm ơn hai em. Cảm ơn chương trình. Cảm ơn tụi em nhiều lắm. Em tên là Nguyễn Công Nguyên, năm nay 30 tuổi. Em từ Yên Bái vào đây được 20 năm rồi. Còn vợ? Dạ, em tên là Nguyễn Trần Thanh Hiếu. Hiện nay 30 tuổi, hiện đang làm công nhân. Nhà em ở thành phố Hồ Chí Minh. Hai bạn gặp nhau trong trường hợp nào? Dạ, đó là khoảng cuối tháng 8 năm 2011 ạ. Thì em có cùng một người thân đi sinh nhật có người bạn của bạn này. Thì từ đó thì vô tình gặp vợ em đấy thôi. Vô trong quán karaoke. Em với con bạn em kêu hồi mày mới chia tay người thôi, để tao thì cô anh này đi quen chơi cho vui đi. Xong cái đi qua cái mời uống bia, hai đứa qua mời uống bia, cái anh này nói thôi mình không uống đâu bạn, mình uống về nhà má la. Xong em với nhỏ bạn em quay qua nói nhỏ đàn ông con trai đâu mà giờ nhà cứ uống bia về nhà má la nghe thấy phát ghét. Tao với mày thay phiên nhau qua chút bia cho say luôn đi. Đó, thì cuối thăm cùng thì anh có say không? Dạ có. Có về má là thật chị ạ. Em khai là em bị gì? Thì cũng nói thật là đi chơi sinh nhật thôi chị. Uống bia và thế thôi. Vậy thôi. Chứ không cho nói là gái nó chút bia chị. Không dám nói gì đó không? Chứ nếu mà nói nữa chắc la dữ nữa. Dạ vâng. Rồi sau đó cái tình cảm của các bạn tiến triển ra sao? Lúc đó thì cái nhỏ bạn em mới hỏi anh này là có muốn xin số điện thoại của em không? Anh kêu gật, cái là thế là nhỏ bạn em nó cho số điện thoại. Xong rồi về nhà nhắn tin. Nhắn tin đâu được một tuần sau cái em hai đứa mới gặp mặt. Thì lúc đó em nói là mới chia tay thôi kệ, cũng quen đại đi. Quen đại nhưng mà về phía bạn này thì như thế nào? Dạ thực tình lúc đó cũng chưa có người yêu anh ạ. Nên thấy cũng với trong cái buổi sinh nhật đó thấy vợ cũng vui tính, cũng nhanh nhẹn, thoải mái. Thế cũng để ý chút chị ạ. Cũng xin số điện thoại về, có việc thì về Bắc khoảng 10 ngày cơ. Thì trong quá trình về Bắc là có nhắn tin qua lại với vợ, thì hỏi thăm rồi làm quen. Xong thấy rất là hợp chị ạ, nhắn tin rất là hợp. Thế là quyết định khi là vừa về tới miền Nam rồi xong là lập tức mời vợ đi ăn tiệc ngay chị ạ. Trong lúc yêu nhau thì có những cái trục trặc, có những cái trắc trở gì không? Dạ có. Lúc đó là người yêu cũ của em nó đi lên Sài Gòn đi làm rồi. Cái xong rồi cái ảnh mới hẹn em là thôi Noel này em đi chơi với anh nha. Tại vì lúc đó em quen người yêu cũ là ở dưới miền Tây, quen xa, ở xa. Nên là chưa dịp lễ Tết gì không có đi chơi chung với nhau.
nên cái lúc đó cái anh đang năn nỉ thôi, Noel lần này thôi mình chia tay rồi đi chơi lần cuối với anh đi. Với người yêu cũ đó. Dạ, cái em sắp xếp, em sắp xếp lại anh này thôi, mình em mới nói này thôi 24 mình đi đi, cái 25 em đi với anh đó. Không hề biết anh ạ, nhưng mà vô tình phát hiện ra. Vô tình. 25 cái anh kia tới nhà chở em đi ra ngoài công viên gần nhà là đi ăn. Vừa mới vô quán ngồi xuống vừa mới kêu món thôi à, anh này gọi điện thoại tới, alo em có nhà không? Dạ có, em đang ở nhà anh. Vậy em đi ra đầu ngõ đi anh gặp xíu. Trời ơi, nghe tới chết rồi, giờ sao? Em nói với người yêu cũ em, nó chết rồi anh, giờ sao đây? Bạn trai em tới tìm em. Thì kêu cái bạn em, bạn người yêu cũ em mới nói thì kêu hẹn gặp bữa khác đi. Em kêu tới nhà rồi, bây giờ anh chở em về gấp. Cái thế là phải chở em về nhà. Thấy anh này đang đứng ở đầu hẻm, em kêu dừng đừng xa xa đây, em đi bộ lại. Nhưng mà em có nhìn thấy người ấy không? Dạ không ạ. Em chỉ quay lưng thế vậy em thấy thôi. Mà vậy em hơi bờm thì sao chị? Không giấu dấu vết được. Là đi tay cầm cái nó mà hiện thế này chị. Là đây biết rồi chị. Lần đó giận nhau bao lâu? Chắc gần tuần đấy chị ạ. Một tuần. Dạ. Rồi xong rồi quen lại. Đến nào làm quề trước? Dạ em, tại vì mình là còn có lỗi trước. Là qua ngày hôm sau liền luôn, là cứ nhắn tin năn nỉ xin lỗi riết luôn. Rồi bao lâu thì cưới nhau? Dạ gần 4 năm. 4 năm thì ạ, gần 4 năm. Kể từ lúc đó là 4 năm sau mới cưới. Dạ vâng ạ. Bây giờ là cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ 5 4 tháng. Có em bé chưa? Dạ rồi, em bé được 4 tháng. Lấy nhau về rồi, hai vợ chồng có thấy đối phương của mình, không có thấy người bạn đời của mình có lòi cái tính xấu không? Tính xấu của em thì lòi ngay từ khi mà mới quen rồi, em không có giấu giếm gì hết. Như vậy là em nhường cho anh này khui tật xấu rồi chứ. Đúng không? Tối nay cho anh ngủ chung nhé. Dạ thực tình thì vợ em là người rất thẳng tính ấy chị ạ. Là có sao nói vậy, không có giấu giếm trong lòng. Em cũng chuẩn bị trước tâm lý rồi, là biết tính vợ như vậy rồi. Và cũng vì hoàn cảnh gia đình thì cũng hơi lười. Tại là ở nhà đi làm suốt thì bố mẹ con lo công nước ở nhà anh chị, nên không phải nấu nướng gì cả, không phải dẹp gì cả. Tức là hiện giờ là tụi em đang ở với ai? Hiện tại bây giờ sinh xong là ở chung với ông bà nội. Bây giờ là đang ở chung ông bà nội, ông bà nội ở trong Nam luôn. Dạ vâng. Nhưng mà đầu tiên lúc mà mẹ em biết là em có định, có ý định là lấy vợ là con gái miền Nam á, thì mẹ có ý kiến gì không? Dạ có chị ạ. Tại bản thân mẹ em là người miền Bắc vào chị ạ. Cũng nghe nhiều về gái miền Nam. Cũng gặp nhiều nên mẹ cũng không thích gái miền Nam mấy. Nên quyết tâm là nguyên ta không cho mình lấy gái miền Nam đâu. Em cũng biết. Thế là những lần rồi tiền về em lì lắm chị ạ. Cứ như nhà có mỗi lần dỗ chạt thì chẳng lẽ lạc cứ dẫn vợ về hết chị ạ. Bắt làm hết. Cứ lì lì chị, không thích cũng dẫn về chị. Cũng may mắn thì mẹ em là người hiểu chuyện đó chị. Cũng thấy cô này cũng chịu làm, chịu nghe, chịu học hỏi để làm đó chị. Nên từ cũng chịu. Nhưng mà trong những tháng đầu về ở chung á, thì giữa em và mẹ chồng em thì có như thế nào? Lúc mới về thì vợ chồng em ở riêng chị ạ. Dạ. Tới lúc sinh con thì mới về chung với bà nội thôi. Ở gần đấy. Nhưng tụi em ở cách nhau có mấy căn nhà thôi với mẹ. Thì về cái nhiều khi về cái em đứng, tại vì em đứng lâu á, em hay mỏi mà đứng rửa chén, cái bồn nó cao nó chung khơm em lâu á, nhiều khi cứ em cứ bắt anh này phụ em rửa chén, ăn xong em phụ rửa chén xong rồi hai đứa mới về nhà phòng của mình. Thì cái một lần cái mẹ thấy anh này rửa chén. Cái thế là hôm sau cái chở mẹ đi chợ á, cái mẹ mới nói, mẹ kêu là Hiếu nha, lần sau á là con không được để nguyên cái rửa chén, ba mà thấy là ba không có thích đâu. Thế là mẹ đã chỉnh em như thế. Cái này con nói dạ con biết. Rồi cuối cùng thì bây giờ em có phụ vợ rửa chén không? Dạ có chị ạ, vẫn rửa chị ạ. Em vẫn phụ đúng không? Dạ, tại vì do là em mới sanh em bé nên là mẹ chưa có cho làm việc nhiều, nên là mẹ để anh này phụ em. Là mẹ đồng ý để cho Nguyên rửa. Dạ, do mới sanh em bé. Còn cái tật xấu gì nữa không? Nóng tính lắm. Nóng tính lắm. Nóng tính lắm. Có bao giờ mà em bị ăn đòn? Dạ đòn chưa tới mức đấy ạ. Nhưng mà la, ủa la to lắm chị ạ. Sợ lắm. Không biết làm gì cả, thế thôi im lặng chị ạ. La to thí dụ như sao đâu, la. Nhưng mà em thì ham chơi chị ạ. Nên lần đi chơi khoảng 3-4 tiếng về. Khuya mới về, thì vợ đợi cửa. Thế mặt vợ là hiểu rồi. Thế đáng kìm súng thì vô, coi vợ nói sao. Bữa nào mà vợ vui vui ấy, thì la nhẹ nhẹ lắm, chui tạt vô giường ngủ thôi. Bữa nào là vợ la to quá, sợ im ru thì chạy ra ngoài. Không, anh nói quá rồi đó, em không có la to, em chỉ đếm thôi. Mỗi khi gì em chỉ đếm từ 1 tới 3. Nếu mà không làm thì em xử sao? Rồi bây giờ tới em đó. Dạ. Anh ấy? Anh là bị hen suyễn mà anh lại cứ khoái hút thuốc lá. Dạ. Rồi lúc quen em á, tới thì còn ý là em kìm cặp á, là em hay nhằn á. Nên là ít hút. Mà từ cưới về cũng vậy, nhưng mà từ lúc em sanh em bé tới giờ không ai quản hết á, là hút hơi bị nhiều luôn. Nhưng mà có em bé ở nhà hút thuốc
mà còn bị hen suyễn nữa thì phải cẩn thận. Dạ, dạ. Ừ. Mà hứa trước mặt em, trước mặt mẹ hứa hoài mà không bỏ. Cái lời hứa đó nhiều khi không bay, không có tới được. Mà hôm nay em muốn anh hứa không? Dạ có. Ừ. Và bây giờ trước khi ông hứa thì em mong muốn ông xã em thay đổi điều gì? Dạ thì là bớt mê chơi lại đi, biết lo lắng cho gia đình. Tại vì anh này anh còn vô tư, anh hơi mê chơi lắm. Ở nhà mà mẹ với em mà nhờ việc gì á là cứ hẹn lần hẹn lựa. Mà đang nằm với em cái bạn gọi: alo, mày rảnh không cu, đi cà phê. Thế là quay qua: vợ ơi, cho anh đi nha vợ, nửa tiếng anh về. Lẽ đi gọi, nói chung là bạn gọi một phát là chưa đầy 30 giây là đi liền. Mà nửa tiếng về không? Dạ không, toàn giờ với thun không anh. Ừ. Em nếu mà muốn vợ thay đổi thì chỉ một cái thôi anh ạ, đó là chỉ mong vợ nghe lời chồng một chút, đó là cư xử khéo khéo một chút thôi anh chị. Cái sự khéo khéo là em muốn khéo như thế nào? Tức là ví dụ nói chuyện với người lớn chẳng hạn chị, biết khéo léo tinh tế một chút, đừng có nghĩ gì nó ra liền như vậy không có hay. Nhưng mà chắc là mẹ em hiểu được cái cá tính của con gái miền Nam đúng không? Dạ vâng. Về phần mình, ví dụ mình ở trong gia đình người Bắc thì mình cũng phải gọi là tề lại bản thân mình một chút xíu để mà mình dung hòa. Em có muốn nói gì, một cái lời gì đó với mẹ chồng không? Để cho mẹ hiểu mình hơn. Dạ, thật sự là con rất thương mẹ. Con biết là từ khi về con làm dâu trong nhà thì con đã nhiều lần đã làm mẹ buồn. Nhưng mà mẹ hãy tha thứ cho con, rồi con sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân mình hơn để phù hợp với nhà mình. Vân cũng mong là chị hiểu và thương cái cô con dâu này. Tại vì khi mà nói cái lời xin lỗi với chị là cô đã ráng, cô kềm lắm, không là cô khóc nhè rồi đó chị. Còn có muốn anh thực hiện cái lời hứa của mình không? Dạ có chứ anh. Rồi, đó cái điều đó là điều quan trọng đúng không? Thôi, nhân đây thì anh nghĩ là Nguyên cũng nên có một lời hứa với vợ. Thì đến đây xin hứa với vợ, từ bây giờ sẽ bỏ thuốc lá. Nếu thuốc lá mà không bỏ được thì sao? À, tùy vợ xử lý. Đấy, tùy vợ xử lý. Lý nha. Rồi. Cảm ơn tụi em. Dạ. Rồi, cảm ơn anh chị. Dạ, em tên là Lê Trung Tính, hiện tại năm nay 27 tuổi và em là cán bộ văn hóa thông tin ở dưới ủy ban phường 12 quận 6 à. À. Còn em. Chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận, chào có vị khán giả. Em tên là Đỗ Nguyệt Nga. Em 27 tuổi, hiện là nhân viên văn phòng. Rồi, hai em quen nhau trong trường hợp nào ta? Hai vợ chồng em quen nhau trong buổi học đầu khóa năm 2010. Thì lúc đó là em thì đi học đó, em ngồi bàn đầu. Chồng em thì lúc nào cũng ngồi cuối lớp á. Đó là cá biệt, đi học trễ nè, hay nói chuyện nè, hay cúp tiết nè, đủ kiểu. Cái ông ấy trong cái hội trường rất là lớn, thì ông ấy chạy lên, ông ấy xin em chai dầu gió. Sau khi trả em thì nói là trời lớn thì xài đồ nít. Trời ơi, sao lại xin, tại sao không mượn một cô khác mà lại mượn cái cô này cái chai dầu gió? Phải, tại vô thì cái buổi đầu tiên đó thì chung là cũng nhiều bạn lắm, mà có bạn này cũng là dạng hot girl ở trong cái trường á, trong lớp. Thì vô thấy bạn cũng dễ thương thì mình cũng bộ nhức đầu đó, mình lại xin mượn chai dầu. Mà cái dầu nhỏ xíu thì giống như cái dầu em bé đó chị. Đấy không, mình lại cũng ghẹo ghẹo, lớn thì xài dầu nít gì. Đấy mà cái đó chiêu thức của em. Dạ. Chiêu thức chứ đâu có bệnh hoạn gì đâu. Cái chai dầu lớn, chai dầu bé đâu liên quan gì tới dùng cho người lớn với người nhỏ đâu. Mà ông này á, ông vừa đâu ông em, lúc mà em lấy cái chai dầu á, ông nói gì nè: đưa tay đi mình sơn móng tay cho. Dạ. Em quay lại móng tay ông sơn một bộ. Em cái trời, học thì không lo học, đi học đi về cho người ta học gì mà ông ngồi ông sơn móng tay nữa. Tại vì á, em sơn cái ông là sơn bóng để dưỡng móng tay á, mà sơn bóng cho nó bóng hả? Dạ. Sơn dưỡng móng tay. Sơn dưỡng đó. Riêng em thì em ấn tượng gì về cô gái này? Chung là trước á thì em cũng để ý thì dễ thương thôi, mà tại trong lớp á nhiều bạn rất là ý, vợ em giờ á xong cũng cá kèo cá độ với nhau. Ở giờ rồi coi đứa nào mà cua được nhỏ này, xong rồi vì cái độ đó mà em qua em ngỏ lời làm đủ cách đi quen vợ em, cũng mời đi ăn đi uống này nọ, mà khó lắm, mời hoài không thèm đi, mà đi cho em ngồi đợi hoài, mà đợi mà mũi chích này nó muốn điên luôn. Tại vì em thích ông này, em biết trước đó, ý là trong lớp đó thì nó cũng đông lắm, là em biết được là cái anh này á là tán mình cho có mục đích rồi, mình chứng tỏ mình với các bạn trong lớp với các bạn cùng trường cùng khóa đó. Em ghét lắm, rủ em đi ăn cho đợi hoài lên, nói là tôi không có ra đâu cho đừng có đợi. Mà ông chịu khó đợi, mấy đứa kêu là thôi mày xuống, mấy con lên trên phòng với thầy tìm thấy thầy la. Thế thôi em chờ hơn một tiếng hộ, ông không chịu về em cũng đi xuống. Đi xuống mà em đi ăn nha, một lần em đi ăn em ăn hoài luôn. Em ăn từ ăn lẩu nè, xong em qua ăn bánh mì, xong em ăn bánh lăng, em muốn sinh tố. Em ăn một giây vậy đó, em nghĩ ta sẽ ăn cho khi nào mà không còn tiền nữa, bỏ tay thì thôi. Mà em đi ăn á là em biết là ổng không thích,
không thích bún mắm, là không thích cháo lòng, không thích hộp vịt lộn. Em cứ đè những cái món ra thôi, sáng mà rủ là em chỉ đi ăn cháo lòng, ăn bún mắm. Ông nói chợ con gái đứa sáng đang món thứ rình, ông nói vậy đó. Tối là em bắt đi ăn hộp vịt lộn. Ông ăn hộp vịt lộn mà ông chưa có ăn á, lần đầu tiên là hất tung cái bàn bỏ chạy, bay hết cái quán người ta hết sạch. Ủa sao vậy, không biết ăn? Tại em thấy cái trứng vịt lộn mà cái trứng nó, cái con lộn nó bự quá mà lông lá không à, em nhìn em sợ. Bao lâu thì tụi em mới có cảm giác là không ghét bạn này? Chắc cũng lâu á chị, đến lúc mà bạn đi nghĩa vụ á thì là có một chút tình cảm với bạn này là bắt đầu từ đó. Là mấy năm, là bao nhiêu, 3 năm không? Khoảng 3 năm, 4 3 năm, 3 năm. 3 năm, 4 năm, chắc cũng tàn mạc à. Ăn quá ăn mà dắt đi, ăn quá trời ăn. Nhưng mà tại sao mà vừa mới cua được cô này á mà em lại sẵn sàng em đăng ký đi như vậy? Em không sợ nếu em đi ở nhà mất cái bạn này sao? Lúc đó thì cái tư tưởng em thì lo cho chuyện lớn hơn là người yêu của mình rồi đó, lúc đó nên gác qua hết để mình đi. Trước khi bạn đi á, lại có khuyên lại nó là thì những trường hợp đi thì người ta rất là khổ, nó không giống như là mình ở nhà được bao bọc đâu, nhưng mà bạn vẫn quyết định đi. Lúc mà đi ra ngoài Cam Ranh á là em cứ bình tĩnh ở nhà, không có trao đổi điện thoại được, ở đó là cấm mà. Em cứ kệ bạn ngoại, cha mẹ có đi thăm nhưng mà em thì không đi, em chờ cho đến lúc mà sắp hết cái giai đoạn ở ngoại á em đi thăm. Lúc mà bạn gặp em mà khóc khóc như mưa, em nói thôi đi về đừng có khóc nữa. Tại vì chờ đợi nhiều người đi chung khóa mình á, lúc nào cũng có người yêu lên thăm này nọ. Mình đi nhìn lại chả thấy ai, cô đơn đó. Xong rồi cái khoảng lâu lắm rồi, gần lúc mà mãn cái 3 tháng tân binh á mới lên thăm em. Thì lúc đó là mình cũng hơi bất ngờ, cũng hạnh phúc không rồi, nhớ không mất. Khóc đây là khóc vì hạnh phúc đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi đi bao lâu thì em mới về? Dạ lúc đó đi 18 tháng là về luôn. Dạ về xong rồi gặp lại vợ, kêu vợ cưới mà kêu hoài không thèm cưới. Cái em nghĩ trong đầu con nhỏ này nó quen mình chơi sao á, không được cưới. Rồi có cầu hôn không mà tự nhiên kêu người ta lấy mình? Trời ơi, anh nghe nè, ông này ông không có lãng mạn như người ta là anh cầu hôn em bó bông hay cái gì, thôi cưới đi. Trời lâu quá rồi, quen hết đời trai con người ta mà không cưới. Đúng rồi, ta nói đúng mà. Thế sao mà em có nói là trời thì từ từ, còn trẻ mà giờ sao mà lúc mà mình cứ đi làm đi là từ từ tính. Mà ông chịu, cứ là ngày nào cũng đi làm. Em thì làm về trễ hơn một chút là 6 giờ mới về đến nhà, còn chồng em thì khoảng 5 giờ thì chồng chạy về Biên Hòa. Ông mới làm hết việc nhà xong rồi ông mới ra đằng trước cái nhà em ở gần chợ á. Ông ra chợ ông nói chuyện lung tung người ngoài chợ, ông ngồi ông chém gió, ông mang kem trong kem của trong nhà ra ông mời người ngoài chợ vậy đó. Trời, xong rồi ông hào phóng lắm, rồi nói chuyện xong rồi cả khu chợ biết tới ổng. Trời, người ta hỏi em bao giờ cưới. Xong rồi mẹ em nói với ông này là ở trên đấy hết gái rồi sao đi xa vậy con, về đây lấy con này. Rồi sau đó thì bao nhiêu lâu thì hai em mới bắt đầu đám cưới? Từ hồi quen nhau đến lúc lấy là 6 năm. Một sáu năm hơn, 6 năm hơn. Sau cưới vui không? Có kỷ niệm gì sau khi cưới không? Cưới nhiều cái nhức đầu lắm. Tức là cái đám cưới thứ hai là đám cưới nhà chồng. Sau lúc em về phòng, điều đầu tiên em thấy là một bức thư tình của ông này dài 12 trang. Cho ai? Viết cho ai? Trai viết câu này. Xưng anh em yêu anh, cảm giác câu nói nào của anh trong đó làm sao ghi hết. Cái là kết thúc bức thư là dù gì đi nữa thì em vẫn chờ anh. Trời đất ơi. Trời ơi chị. Ủa nhưng mà bạn là cái bạn này... đó là bạn của em hả? Dạ cái bạn đó là đồng nghiệp chung cơ quan với em. Thì bạn đó là con trai. Mà nói chung là đồng nghiệp với nhau thì mến với nhau cũng là bình thường thôi. Ông này em thấy em đọc được bức thư, ông hoang mang lắm. Cái nét mặt của ông em buồn cười, nhưng mà em đọc xong rồi thì thôi, em cũng để đúng chỗ đó và em cũng không nói năng gì cho tới bây giờ. Đó là ông biết em đọc nhưng mà em cũng không có khiển trách hay trách móc, và em cũng không nói với bạn kia, tức là chúng ta cứ giữ mối quan hệ bình thường. Rồi các em lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ cũng 6 tháng. Mới à? Dạ đúng rồi. 6 tháng về ở chung với nhau có tính xấu gì lòi ra không? Có vợ em lòi ra nhiều lắm, cứ hay mò víu em á. Mò gì? Nói cái chữ đó mà không hiểu nữa. Không có rõ, không có nghe. Có ngày cái mò hoài mà em bực mình luôn. Em nói mò gì mò hoài á. Lúc nào cần mò cũng mò, không cần cái lại mò hoài. Rồi lúc này cái cực thì hay nó khó chịu, cái càm dạm hoài à. Nhức đầu lắm. Nên em đi làm về cũng mệt. Thì vợ làm gì cũng mệt. Từ từ dọn cái phòng ở hai mình á. Từ dọn. Về phải bắt cái này bắt cái kia mà phải làm liền. Phải làm sạch sẽ sạch bông luôn mới chịu. Chứ làm mà qua loa là không có đâu à. Cái lầu bầu cằn nhằn nhức đầu. Rồi khó khăn gì á, có khi nào mà cổ ăn hiếp em không? Có la mắng được không?
Có làm quýnh em luôn chứ. Chưa quýnh, quýnh là hồi xưa thôi, còn bây giờ hết quýnh rồi. Tức là em đang căng thẳng công việc, y về em vẫn làm trên máy tính vậy nè, ông ngồi sau á, tức là mình đang tập trung lắm. Ông cứ ngồi sau, em ăn cái này đi, ăn cái kia đi. Em quay ra, trời tránh ra. Ta đang làm gì, ông cứ ăn hoài vậy, ông ăn bằng mình không đi. Cái ông giận, ông cất đồ ăn thì ông lên giường nằm hô luôn. Hồi đó là tính xấu của vợ, còn nữa không? Dạ, cái đó xấu, cái vợ cũng hoàn hảo cũng nhiều. Nhiều đó đủ rồi. Thế còn ông xã em sao? Ngoài ngáy ra thì ổng còn vợ với thun quá anh. Ví dụ mình nói một là một. Đúng rồi. Không phải với mình ai đâu, ai cũng vậy á, với thun cũng mò luôn à. Khi nào em hối chạy cho nướng tí nữa đi, cho nướng tí nữa đi. Lúc nào ông đi trễ so với người khác hết á. Chưa kể là nói được không làm được. Ông nói em từ hồi mà quen nhau, ông nói anh sẽ bỏ thuốc. Từ năm 2010 đến giờ 8 năm rồi chưa bỏ. Có vợ đẹp gì nè, có ghen không? Có ghen không? Trời, cái này em phải nói chứ. Em đi xe đưa rước công ty á, cái xe gì có 12, xe 12, có 12 người thôi à. Em đi xuống, ông rước em. Tức là ông không để cho em đi xe máy, nhưng mà ông rước em, nhìn. Trời, ông kìa, ông nhìn bà nè. Có vấn đề gì mới nhìn nhau vậy thôi, chứ không thể nào nhìn vậy đâu. Ví dụ như người ta nhìn á, anh mắt bình thường, chẳng hạn em nhìn anh Quốc Thượng, chị Hồng Vân là mắt bình thường. Còn nhìn mặt, mắt người đá đó khác rồi nha. Trời ơi, nhiều khi ông bị tật rồi sao? Cái đó không biết. Em mà nghe điện thoại á, thay vì người ta cũng tế nhị là người ta chờ vợ mình nghe xong, người ta sẽ hỏi là ai hay là ai vậy em có làm sao không? Người ta đang nghe điện thoại tay này, ông đứng trên tay này nè, ông nói là ai vậy, ai vậy, cứ vậy hoài. Đưa cái điện thoại cho ông nghe luôn, đúng không? Ngày xưa ông còn đập lên cái điện thoại luôn. Đập điện rồi. Thoại ba em mua, đập luôn vậy. Xong mai đi mua cho em cái khác cũng vậy à. Vậy đó hả? Rồi bây giờ em mong muốn ông xã em thay đổi điều gì? Em mong muốn ông xã thay đổi thì rất là nhiều. Nên là em chỉ có thể nói đơn giản là em mong muốn ông xã là một người giàu. Giàu là giàu về ý thức. Ý thức ở đây nó rộng lắm. Tức là khi mà anh có ý thức về tất cả phương diện á, thì anh sẽ hoàn hảo hơn cho con người của mình thôi. Thực ra thì đối với chấm điểm khó thì em thấy chồng em đã là 50% của người đàn ông hoàn hảo rồi. Thì bây giờ chỉ cần cái động lực để cho anh thay đổi nốt 50% còn lại thôi thì anh sẽ ok. Thế còn em? Vợ em thì cũng là ok rất nhiều. Chỉ mong muốn một điều là bớt nhây mà bớt nói. Nói lần thôi chứ đừng nói nhiều lần quá mà em nghe em mệt lắm. Đó, em chỉ mong vậy thôi. Mà ở đây á, vợ em á, thực sự nói ít á, thì vợ em mong em hiểu nhiều. Nhưng mà chị nghĩ là với chồng em á, em đừng có nói ít, em cứ nói nhiều để chồng em hiểu đi. Nãy giờ chị cảm nhận như thấy em á, còn vô tư lắm, còn trẻ trung lắm. 27 tuổi vậy chứ mà thấy chưa đâu. Tại vì cái người đàn ông mà em muốn họ trưởng thành phải trên 30. Đó chứ còn 27, tức là từ 30 đổ xuống vẫn lúc nào cũng giống như là trẻ con vậy đó. Thường là những người như vậy á, là em phải nạp vô từ từ. Em phải thấy cho bạn thấy những cái khó khăn, những cái phức tạp của cái cuộc sống này. Nếu như mà mình có một cái gia đình, mình phải chống chọi. Đó thì từ từ, chứ còn bây giờ để bạn ấy tự nạp vô á, thì chị nghĩ là được chứ không gì á, nhưng mà nó lâu. Thì tại sao mình để lâu làm chi? Rồi. Chúc hai đứa hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn. Chúc hai đứa mau có con nha.